tôi về nó rồi ta lên thế nào hay là ở nhà tôi nó quánh cầu nó biết làm rồi quánh cầu chạy trước chứ ông gì ông bà đấy cũng đổi xe có một xe đẹp mà tôi về ông gì ở đây nhà ông có quắt á về ra à nó dùng lâu quá đâu nó dùng lâu rồi chúng ta ăn dễ tốt dễ là dùng nào nào đẹp cái viên bản đẹp chứ đẹp hơn cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sợ.